hai câu chuyện cuộc sống rất thực tế hay có một không hai câu chuyện thứ nhất mẹ chồng lan tiếng chuông báo hết giờ làm việc buổi sáng vang lên mọi người trong cơ quan dừng tay thu xếp tài liệu cất vào nơi quy định cánh đàn ông bao giờ cũng nhanh hơn họ tới phòng lấy mũ áo rồi vội vã đi xuống nhà xe lấy xe ra về nghe tiếng chuông báo giờ nghỉ lan thấy nhẹ cả người Cô cùng các bạn nữ thông thả xuống nhà để xe. Vừa đi, họ vừa vui vẻ nói chuyện. Mỗi người góp một vài câu làm bật lên tiếng cười trong trẻo, xua tan đi những căng thẳng mệt nhọc trong giờ làm việc. Có vẻ như ai cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng khi làm xong công việc của mình. Cái niềm vui giản dị khiến Lan trong chốc lát quên đi những ý nghĩ lo buồn. Dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, mấy chị em dừng lại ở gốc cây đa bên đường sửa lại mũ áo, còn cố nói thêm vài chuyện cười đùa với nhau. Lan nhanh nhẹn nói, Thôi, chào các bạn nhé, mình phải về không muộn mất rồi. Lan vội vàng lên xe đạp đi. Một người nhìn đồng hồ nói Hôm nay họ rung chuông báo nghỉ muộn mất 15 phút. Chả trách nào chị Lan vội. Về muộn như này, thế nào chị ấy cũng bị khổ với bà mẹ chồng cho mà xem. Tôi mà như cô Lan á, Người phụ nữ lớn tuổi nói với một vẻ tức giận Thì tôi bỏ anh ta lâu rồi Giàu có mà làm gì Thà ở một mình còn hơn làm nô lệ suốt đời cho cái gia đình ấy Những người khác chỉ biết nhìn theo chép miệng thở dài Đi hết khu vực thị xã Lan còn phải đi trên đoạn đường hơn 5 số nữa mới tới nhà Con đường nhỏ nằm giữa cánh đồng gồ ghề khúc khiểu Bánh xe của Lan lồng lên hạ xuống những giọt mồ hôi rịnh ra trên trán. Hai bên đường lan đi, dâm chiếc lá đã ngã vàng, ống ánh trong nắng thu. Đám cúc giả thảo ven đường sáng rực, những chùm hoa trắng nhị vàng và lúa trên các thửa ruộng xanh mướt thì con gái khẽ khàng sao động trong làn gió nhẹ. Không khí mát mẻ trong lành, hương đồng gió nội, su tan mệt nhọc trong lòng người và khơi lên niềm vui thanh thản. Nhưng lan đâu có tâm tư để tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên cô nhấn mạnh chân cho xe lao nhanh về phía trước giữa trưa nắng bóng người lòng lan lại quay về với tâm sự của riêng mình nghĩ đến hạnh phúc của gia đình các bạn đồng nghiệp lan lại buồn cho cuộc sống của mình cô lẩm bẩm tự trách mình tại sao ngã? mình lại không yêu hưng để bây giờ khổ như thế này ngài còn là sinh viên trường đại học nông nghiệp Lan có tiếng là xinh đẹp, gương mặt tươi như hoa, làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt, dài tới kheo chân, khiến không ít những chàng trai mê mệt vì cô. Trong đó có Hưng, người bạn cùng tỉnh, đẹp trai, học giỏi, rất nhiệt tình với cô. Nhưng không hiểu sao, Lan lại không mấy quan tâm đến anh. Không hiểu sao tâm tư Lan luôn hướng về Hưng, người chồng bây giờ của cô. Tuy rằng Hưng ở xa và không đẹp, người anh ta hơi thô, gương mặt khó đăm đăm nhưng Lan vẫn cho rằng như vậy là mình đã suy nghĩ đúng. Cô luôn nhớ tới lời mẹ thường nhắc nhở. Ta về tắm nước ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, còn nhá. Là vì gia đình Lan và gia đình Hân cùng làng lại là chỗ quen biết nhau. Lan và Hân học cùng lớp cùng trường, suốt 10 năm học họ là bạn của nhau. Giờ Hân đang trong bộ đội, đang trong vất vả gian khổ là càng làm cho Lan một cô gái có trái tim giàu tình cảm hướng về hơn và thương hơn nhiều hơn. Lan học xong đại học, hai người tổ chức lễ thành hôn, Hân trở lại quân ngũ. Lan được điều về làm trong sở nông nghiệp tỉnh nhà. Quay đi quay lại đã hơn 10 năm nay. Lan không ngờ cuộc đời của cô ngày lại bước dần xuống một địa ngục tối tăm chồng đi bộ đội, xa nhà ít được về, Lan phải gánh vác mọi công việc của gia đình, hầu hạ dạ vân bố mẹ chồng hết mọi nhẽ. Bố mẹ chồng Lan là những người xưa nay hiếm, họ thừa kế một nếp sống chặt chẽ của thời phong kiến về phép tắc dâu con trong đạo gia đình. Khi ông bố chồng qua đời, mình bà mẹ chồng nhận nhiệm vụ này còn xuất sắc hơn cả ông bố. Từ khi đất nước hòa bình nhờ tổ tiên con trai bà được chuyển sang làm việc trên con tàu Viễn Dương. Vật chất con trai gửi về nhiều lên, kinh tế ngày càng khá giả, thì Lan càng phải chịu nhiều khổ sở mà không dám kêu ca. Lan âm thầm đau đớn, cố tâm chịu đựng, làm lụng mọi việc có thể để giảm bớt những lời lẽ đai nghiến cai nghiệt của bà mẹ chồng. Tuy nhiên, những ngày về muộn như thế này của cơ quan là không tránh khỏi Lan luôn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều chẳng lành. Linh cảm của Lan không sai. Về đến cổng, nhìn thấy bà mẹ chồng đang lễ nhảy bê nồi cơm điện đến gần bể nước, mặt hầm hầm, miệng đang lẩm bẩm điều gì. Mẹ chồng Lan khoảng 60 tuổi, người bà to cao khỏe mạnh, nước da hồng hào, béo tốt, biểu hiện một sự đầy đủ và nhàn hạ. Hai mắt bà tròn to, sáng nhão, sắc như con dao cao Đôi môi đỏ bầm quét trầu. Nghe tiếng xe lạch cạch ngoài cổng, bà liền để nồi cơm xuống đất, cất tiếng nói, giọng của bà vang to, hơi chua và rất đanh. "Tôi tưởng chị quên lối về cái nhà này rồi. Ôi trời ơi, sao mà cái số tôi nó lại khổ thế này không biết. Sinh ra con trưởng được nhờ con, nào ngờ phải hầu hạ người ta như một đứa con ở trong nhà. Con ơi, về mà xem cảnh mẹ này." Sao con cứ đi mãi như vậy con ơi Rồi bà khóc Bà gọi con trai của bà Cứ như thế bà kêu la Cho đến khi Lan dựng vỏ chiếc xe Đến bê lấy nồi cơm Về nhà chồng hơn 10 năm nay Đã có hai con Lan lẳng lặng làm tròn bổn phận của mình Lương viên chức ít Để bù vào Lan phải cấy lúa chăn nuôi Có kiến thức về nông nghiệp Lan trồng cấy, chăn nuôi lợn, gà đều cho năng suất hơn người. Buôn dầm cầm sào lúc nào Lan cũng tất bật. Tan việc ở công sở là cô phải lo ngay đến việc của gia đình. Đi mua rau khoai, mua cám lợn, cám gà hoặc phân bón lúa ngoài thị xã chở về nhà. Sức yếu, người Lan gầy gọc, gương mặt lúc nào cũng xanh xao. Cơ quan xa nhà năm cây số, ngày bốn lần đi về, rồi lại công việc và sức ép từ người mẹ chồng khiến cho cô kiệt sức. Một hôm, đang trong giờ làm việc, Lan bị ngất, ngã vật xuống nền nhà. Y tá cấp cứu cho cô. Nằm trên giường bệnh, mặt Lan không còn giọt máu, đôi môi trắng bệch. Mấy người bạn nữ thương cảm, họ phàn nàn với nhau. Chị Lan thật là khổ. Một người nói, ngoài giờ làm việc, về đến nhà phải làm quần quật suốt ngày, vẫn bị bà mẹ chồng chi chiết đủ điều. Thời này, mà còn có bà mẹ chồng cay nghiệt như vậy thì sợ thật. Chỉ tại Lan nó hiền quá nên bị bà ấy bắt nạt. Một cô bạn thân của Lan nói, nghe đâu bà ta còn viết thư cho con trai nói xấu Lan, bà ấy gây gớm lắm. Ngày ông bốn chồng còn sống thì Lan khổ với cả hai ông bà, họ bắt khoan bắt nhặt đủ điều, cơm bưng nước rót, tối đến đun nước pha thuốc ngâm chân cho họ, vân vân hơi có việc gì không vừa ý là họ đai nghiến mắng mỏ như con ở vậy một lúc sau tỉnh lại lan mở mắt nhìn thấy mọi người cô nói em đỡ rồi để em về mọi người không phải lo cho em đâu nhưng giám đốc sợ một mình lan đi không an toàn ông cử một anh có xe máy đèo lan và một người bạn nữ đi chiếc xe đạp của lan đưa cô về nhà thấy có người lạ đến nhà mẹ chồng Lan như một người khác hẳn. Bà ổn thoát kêu rên. Ôi ôi, con tôi làm sao mà lại như thế này? Bị ngất hả? Khổ thân quá thôi. Bà ta đưa ngón tay trỏ và ngón tay cái lên vuốt cái môi đỏ trót đầy quết trầu. Đôi mắt như rơm rớm nước mắt. Bà quy sang phân trần với hai người. Đấy, anh chị xem, người thì ốm yếu thế này, mà con dâu tôi cứ tham công tiếc việc tôi đã bảo với chị ấy thôi đừng có ký ruộng nữa con ạ à. nhưng thương mẹ chồng không có lương chị ấy cứ làm thấy có khổ không cơ chứ tôi trông con tôi gầy yếu mà vẫn tham làm tôi xót xa lắm tôi thương con dâu tôi lắm anh chị ạ à. chị ấy tỉnh rồi nhưng vẫn còn yếu cô bạn của lan nói sợ chị đi đường không an toàn nên giám đốc cử chúng tôi đưa chị ấy về bà Vâng vâng tôi biết tôi biết Tôi xin cảm ơn cô và anh Xin cảm ơn ông giám đốc ạ à. Bà ta ọn thót một hồi Và chấp tay cúi đầu thi lễ hai người Như một người trong rạp xiết vậy Khi khách ra về Bà ta lấy lại bộ mặt lạnh tanh đi nấu cơm Buổi trưa hai đứa trẻ đi học về Bà bảo chúng vào gọi mẹ xuống ăn cơm Lan nói với con Mẹ còn mệt chưa có ăn được các con mời bà ăn cơm đi. Ăn cơm xong, bà ta đến bên giường Lan nằm, chỉ tay vào mặt cô nói. Cô ốm, làm sao mà cô phải ốm? Cô làm vậy để bêu ríu tôi phải không? Cô không ăn cơm, cô ốm thì cô chết, cô chết thì thiệt cái thân cô. Con tôi, nó sẽ lấy vợ khác. Cô đừng tưởng ăn vạ nhà tôi như vậy mà được đâu nhé. Bà nói vậy nhưng lòng bà lại nghĩ ra nẻo khác. Tối hôm ấy cũng như những lần trước mỗi khi có chuyện khúc mắc với con dâu bà lấy ngay bút mực viết thư cho con trai. Bà theo dệt thêm thắt cho câu chuyện vừa ý bà rồi gửi đi cho con. Chồng Lan, Hân giống hệt mẹ về cả hình dáng bề ngoài lẫn tâm hồn. Anh ta thuộc dạng người đo lọ nước mắm ngắm củ dưa hành từng đồng tiền anh ta gửi về lan chi tiêu phải ghi chép đầy đủ dưới sự giám sát của bà mẹ chồng phần nào chưa hợp lý thì tra hỏi cho bằng ra sống trên con tàu viễn dương lên đên trên biển lăn lóc qua nhiều xứ sở chung đụng với nhiều hạng người tiền cũng lắm mà tình cũng nhiều trên bến dưới thuyền những nụ cười ánh mắt lẳng lơ son phấn gọi mời hân đã để cho trái tim rơi vãi mọi nơi về nhà, thấy vợ gầy yếu xanh xao, anh ta chán. Trong người anh ta chỉ còn sót lại sự thô bạo được di truyền, cộng thêm với sự ghê gớm của bà mẹ. Nên nhiều khi hưng côi vợ không bằng con ở trong nhà. Mỗi lần nhận được thư của mẹ kể tội vợ, Hân điểm kỹ trong tâm. Khi về thăm nhà, anh ta đem ra tra hỏi tỉ mỉ và xử sự, sự phủ phạm với vợ. Lần này nhận được thư mẹ viết, về chuyện vợ ốm hân tức điên người những muốn về nhà ngay lúc này nhưng rồi phải hai tháng sau anh ta mới có dịp về máu ghen tuông suy bụng ta ra bụng người hân hùng hùng hổ hổ bắt vợ quy xuống nền nhà chiếc rồi để một bên ra hỏi vợ tại sao mày ốm mày nạo thai với nó phải không không để cho lan có thời gian trả lời hân nghiến răng vung roi quật vợ túi bụi vừa đánh vừa nói Chúng mày ở với nhau mọi nơi, mọi chỗ chưa chán Còn dám đưa nhau về nhà, triêu ngươi mẹ tao à Mẹ tao đã kể với tao hết rồi Mày đừng hòng mà che mắt được tao nhé Ba mẹ dưới bếp đi lên, đứng trước cửa chống nạnh một tay Một tay chỉ vào Lan nói Con hỏi xem, cô ta có muốn đi với cái nhà anh ấy Thì để cho cô ta đi luôn đi Lan chỉ còn biết ôm mặt kêu lên oan cho con quá Con đâu phải là người như vậy Sự thật ràng ràng ra đấy Bà mẹ nói Thôi đừng có già mồm nữa cô ạ à. Rồi bà ta tiếp tục đai nghiến nhích ngốc lan bằng những lời lẽ chua cay Mày còn cái à Hân nghiến răng Chiếc rô lại phun lên Quất xuống túi bụi vào người lan Đau đớn uất ức Nhưng lan không đủ can đảm Chống lại cái cai nghiệt xung quanh mình vì các con, hai đứa một trai một gái, xinh đẹp ngoan ngoãn và đứa nào cũng học giỏi. Và vì bố mẹ ở kề một bên, Lan không thể để cho mọi người đau khổ vì cô được. Cho nên, ngày nọ nói ngày kia, Lan vẫn phải chịu cái đời khổ ải của mình. Năm tháng hờ hững trôi qua. Thấy rồi, xuân hạ thu đông, theo nhau lần lượt trôi qua, hết năm này đến năm khác, đang dần trong biển cả mênh mông chớp mắt đã qua cái thời gian công tác hân đành ôm luyến tiếc trong lòng trở về quê nhà ở với vợ con nhưng người ở một nơi tâm tư của hắn hướng về một nơi đợi chờ mong ngóng một sự thay đổi một buổi sáng hân nhận được một cú điện thoại anh ra ga đón em anh yêu lòng hân như được cởi ra hắn tức tựa lên xe máy đi buổi sáng hôm ấy lan như chết nửa con người là ngày Chủ nhật, nhưng các con đi học thêm cả. Không biết tránh đi đâu, cô đành đứng lặng ở dưới bếp. Trên nhà, bà mẹ ríu rít chào hỏi chuyện trò với khách. Nhìn quanh không có người rót nước mời khách, hơn đi xuống bếp bảo vợ. Cô không lên tiếp đón người ta à? Cô ta là ai? Tại sao tôi phải tiếp? À, cô dám hỏi tôi như vậy à? Cô không làm theo ý tôi thì liệu hồn đấy. Bà mẹ trên nhà chạy xuống chỉ vào Lan nói, trai năm thơi bảy thiếp, gái chín chuyên chỉ có một chồng, đời tôi cũng vậy đấy cô ạ. À. cực chẳng đã, Lan vùng lên nói, các người ép tôi quá lắm, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. mày đi đến đâu tao cũng tìm được, không thoát được tay tao đâu. Hân nói và sớm đến túm lấy Lan, đe dọa ép buộc Lan phải tuân theo, hầu hạ cơm nước cho mẹ con nhà họ buổi trưa hôm ấy bọn chúng đưa nhau vào phòng của Lan không còn đức dung thân Lan đành dắt xe ra đi bầu trời mùa đông một màu trắng đục từng đợt gió bức thổi về hàng cây ven đường rung lên bần bật lá xanh và cả lá vàng lá tả bay trong gió lạnh không có áo ấm vì tất cả còn để ở trong phòng ngủ Lan rét rung từ trong ruột rung ra lòng đau đớn rối ren biết đi đâu về đâu bây giờ ra khỏi làng làng đi trên cánh đồng không một bóng người không một âm thanh tất cả như liệm đi vào giờ chính ngọ của một ngày đông hoang vắng nước mắt chảy tràn trên mặt chốc chốc lan đưa tay lao nước mắt để nhìn đường đi chân đạp xe đều đều chiếc xe đưa lan đi trên con đường hàng ngày đến cơ quan ra đến thị xã rồi nhưng cô vẫn chưa biết trú ngụ nơi nào không dám vào nhà các bạn đồng nghiệp vì sợ gây phiền hạ đến bạn lan đạp xe vượt qua thị xã xuống con đường 10 phía nam để tìm một đoạn khoảng hai cây số nữa lan nhìn phía bên phải thấy có một con đường nhỏ cô rẽ vào đấy con đường nhỏ đưa lan đến một làng quê ở đầu làng có một ngôi chùa lan dừng chân dắt xe vào cổng nhìn thấy một người phụ nữ bé nhỏ xanh xao đôi mắt sưng mọc nước run rẩy trong chiếc áo mỏng Sư trụ trị ân cần đón tiếp cô Người đốt mấy nén nhang Đưa cho Lan đi thấp ở các cửa Phật Trong chùa Lan khói hương ấm áp Lan tỉnh dần Cô ngồi chắp tay thành kính Cầu xin Đức Phật Một lúc sau tỉnh tâm trở lại Lan đi xuống nhà chung Nói chuyện với sư thầy Sư thầy là một người phụ nữ Khoảng ngoài 50 tuổi Bạch thầy Lan nói con có một chuyện muốn thưa với thầy có được không ạ à? có điều gì xin thí chủ cứ nói vâng bạch thầy xin thầy đại xá cho con mang chuyện đời bụi bặm vào chốn linh thiêng nhưng con không còn cách nào khác nữa ạ à. lan kể sơ qua về sự việc diễn ra vừa qua của gia đình cô và cô trình bày với sư thầy nguyện vọng của mình sư thầy ngồi nghe thi thoảng lại trao mại thương cảm Nghe xong bà nói Thí chủ sự sự như vậy là rất đúng Đời là bể khổ Tình là dây oan Nhưng Phật dạy Chữ nhẫn là trương vàng Ai mà nhẫn được mọi đàn mọi vinh Xin thí chủ đừng ngại Cửa Phật không hẹp gì Mời thí chủ hãy nghỉ tạm ở đây Lan xin cảm tạ Cửa Phật từ bi Từ đó cô được nương náo trúng cửa thiền Ban ngày đi làm tối về chùa ăn cha niệm phật bạn bè và hai đứa con qua lại liên lạc với lan buổi trưa hôm lan ra đi đến chiều đôi tình nhân ngủ dậy không thấy lan hân lòng lên giận dữ nó đi rồi à nó dám đi tôi sẽ đi tìm tôi mà tìm thấy nó ở cái nhà nào tôi không để cho nó và cả cái nhà ấy yên đâu tìm làm cái gì để bà ta đi cho rảnh có hơn không anh yêu cô tình nhân ổng ẹo nói nhưng lấy ai cơm nước cho chúng mình hầu hạ mẹ và hai đứa nhỏ tôi còn khỏe mạnh lắm chưa phải nhờ đến ai bà mẹ nói cứ để cho cô ta đi đi tôi cũng chán nhìn mặt cô ta lắm rồi bà mẹ hân nói vậy là vì bà nhìn thấy trên người cô tình nhân của hân có khá nhiều đồ trang sức bằng vàng vòng chân vòng tay dây chuyền khuyên tay nhẫn vàng lóng lánh đầy người máu tham đang ngựa thấy hơi vàng bà muốn giữ cô ta ở lại vâng mẹ nói đúng đấy ạ à. cô ta nói em ở đây với anh và sẽ làm con dâu tốt của mẹ bọn họ thỏa thuận như vậy họ sống những ngày vui vẻ ngọt ngạt với nhau bằng đầu môi chớp lưỡi dần dần họ quên lan ngày tháng tiếp tục trôi đông qua xuân tới tiếng là cô con dâu mới về chăm mẹ, nhưng thực ra là mẹ hầu con. Ngày ba bữa, cơm ngon canh ngọt, khác với làng, bà ta luôn ngọt ngào ca tụng cô con dâu hờ của mình. Mùa xuân năm nay, trời mưa liên miên, những giọt mưa nhỏ nhẹ nhưng mưa dầm lâu cũng thấm đứt, đường làng trơn như đổ mỡ. Một buổi sáng trời mưa, mẹ chồng Lan đi từ chợ về nhà, trên tay bà một rổ đầy những thức ăn đường trơn bắt bà ta nhìn xuống đường nhưng tâm tư bà ta lại hướng về phía cô con dâu hờ và thổi vàng trên người cô ta bà nghĩ thầm người thành phố có khác béo trắng và đẹp quá chẳng bộ cho cái cô này một ít người thì vừa một tay sách nặng trông như con mèo hen ấy so sánh hai cô con dâu chán bà lại nghĩ đến vàng ngày xưa thì người đẹp về lụa chứ bây giờ thì người đẹp về vàng. Đúng vậy, nhiều vàng quá mà cái nào cũng đẹp. Mình đối xử thật tốt với nó, thế nào nó chẳng tặng mình một vài chỉ. Cứ như vậy, bà Triền Miên suy tư về những tấm vàng trên người của con dâu hờ và ước ao có được nó. Bất ngờ bà bị trượt chân, ngã đập đầu xuống một phiến đá. Bà bị bất tỉnh nhân sự, rổ thức ăn tung tóe ra đường. Người ta đưa bà vào bệnh viện bà bị hôn mê trên giường bệnh. Biết tin mẹ chồng ốm, Lan xin phép cơ quan nghỉ việc về chăm mẹ. Mãi tới 10 ngày ở bệnh viện, bà mới tỉnh lại. Con cháu vui mừng đứng quanh giường bệnh gọi bà. Bà mở mắt nhìn mọi người một lượt, rồi đưa mắt tìm kiếm ở khoảng không. Bà nói, "Con dâu của tôi đâu? Con dâu của tôi đâu?" Mặc dù Lan đã ra hiệu cho con đừng nói, nhưng đứa cháu gái của bà vẫn nói bà ơi cô ta lấy trộm hết tiền và vàng của bố cháu và cả của bà rồi rồi cô ấy bỏ đi mất tiêu rồi bà đứa cháu vừa dứt lời bà rùng mình hét lên Ôi trời đất ơi và bà lại rơi vào tình trạng hôn mê câu chuyện thứ hai gió già tinh mơ ông biểu ngồi thu lưu trên mỏm đá ven hồ chỗ có dàn mướp vàng đang đợi nắng để bung hoa đôi mắt ông giỏi về đâu xa lắm xa không có đích ông biểu gầy da bánh mật tóc muối tiêu ai gặp ông ngồi bên hồ lần đầu dễ nhầm là bức phù điêu trang trí trong khuôn viên ngôi biệt thự mới xây theo lối cổ ban mai ló rạng dần vài con bướm bướm rập rình quanh bụi huệ tây còn khum cánh một con vui tính đậu lên tóc ông biểu nhưng ông không hay biết làm sao ông biết được khi trong mắt ông chỉ có duy nhất hình ảnh thụy khuê thụy khuê không trẻ nhưng đẹp cái đẹp nền nã và sâu sắc cái đẹp không dễ nhận ra trong lần gặp đầu tiên bởi vậy bao nhiêu lần ông biểu về sa linh công tác là bấy nhiêu lần thụy khuê lo đón tiếp thu xếp chỗ ăn ngủ nghỉ cho ông chu đáo nhưng ông không hề hay biết. Ông càng không biết sẽ có lúc Thụy Khuê khắc vào tâm trí ông nhiều và sâu như vậy. Ông biểu tuổi cao, sức không còn khỏe, nhưng nơi nào cần ông đến nói chuyện hay giảng bài về đền đài lăng tẩm là ông nhận lời ngay. Ông say mê nghiên cứu những thứ đã cũ từ khi còn trẻ, rồi cả đời sống chết với nó. Thành ra ông biết về nó nhiều hơn những người khác chút ít rồi muốn mang cái biết ấy mà chia sẻ cho nhiều người. Ông tính chia sẻ thì kiến thức còn sinh lời, để trong đầu thì đầu cũng có lúc chết. Chết rồi thành ma, nếu các vị thần linh còn tin dụng ông như lúc ông còn ở Trần gian thì khi thành ma, ông cũng sẽ lanh quanh đâu đó ở đền đài lăng tẩm mà tiếp tục bảo vệ nó, tiếp tục phục vụ thần linh. Biết đâu sức bảo vệ của ông tốt hơn bây giờ thì sao? Nghĩ cho vui vậy Chứ ông thừa biết Thần linh toàn do con người nghĩ ra Rồi tôn lên cả Ông mê là mê cái cách Mà ông bà ta tạo ra thần linh Rồi truyền giữ tất cả Những thứ liên quan đến thần linh Như một bảo bối Cái bảo bối thật thật hư hư Mà chắc như dây neo Giữ cả con tàu to đùng Không mất phương hướng Khi bơi ra đại dương nhiều sóng gió Cả đời, ông biểu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, núi cao sông rộng, lần tìm mật mã của sợi dây neo nó lại cho những người trẻ tuổi nghe để trân quý nó cũng có người nghe cũng có người không nhưng ông biết mình không cuốn chúng vào những u mê mờ mịt ông không biết thần linh trú ngụ ở nơi nào có thật hay không nhưng cái nhà của thần linh là có thật những thứ đồ dùng trong nhà thần linh là có thật và cả niềm tin của mọi người vào thần linh cũng có thật lấy cái có thật ấy để chứng minh cái không thật, lấy cái không thật để bảo vệ cái có thật. Vòng luẩn quẩn ấy mãi sau này ông mới nhìn ra. Bây giờ ông đã già, ai dám bảo một người sống trên đời hơn 90 năm không phải người già. Hồi mới 60 rồi 70, có đôi khi ông vẫn hoài nghi về cái sự già đang đến với mình. Nhưng giờ thì không thể nào hoài nghi được nữa không thể hoài nghi nên ông buồn. Nhất là lúc này, ông muốn hoài nghi quá. Có nhiều thứ hoài nghi tốt hơn là biết rõ. Chả lẽ cứ coi như mình không biết rõ? Không cần chả lẽ nữa, thật là mình chưa biết rõ. Một ông già trăm tuổi cũng không thể biết rõ điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai, thì tại sao mình mới ngoài 90 phải biết? Kể cả mình có thêm con mắt thứ ba, biết nhìn thấu cả thế giới bên kia thì cũng không thể biết rõ được, chỉ đoán thôi. Giờ mình đừng đoán nữa, kệ, cái gì nó đến thì đến, cứ thế đi. Cứ thế đi, kệ, cứ thế đi. Mùi gió thơm thoảng đến rồi biến đi đâu khiến ông thẳng thốt. Không biết là cơn gió thơm thật hay là ảo giác, mà là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ông đang thấy rõ đó là mùi tóc mùi tóc thủy khuê. Lúc cô ấy mang cốc nước đặt lên bột chom nhấp giọng, cho cổ đỡ khô khi nói nhiều. Cô ấy còn đang tìm chỗ đặt cái cốc lên để vừa tầm tay thầy mà không làm ảnh hưởng đến việc quay phim chụp ảnh của người khác. Thì lão gió già tai ngược thổi tóc đến, vậy là tóc cô ấy tung lên vài sợi quệt vào má thầy. Cái tóc gì mà trơn mà mềm như nước vậy? lại còn thơm như hoa bưởi đương độ đội ông về thủ phấn. Nó làm lớp da nhăn trùng trên mặt ông thầy già trung lên cơn co giãn nhẹ. Làm cánh mũi của ông động đậy, làm hồn ví ông thẳng thốt. Lâu nay, ông cứ nghĩ mình già quá rồi, nên mấy cái tế bào cảm giác ở da ở mũi không còn hoạt động nữa. Vậy mà lúc này, ông đứng lặng mất vài giây lặng vài giây ở cuối câu nói còn dễ cho qua chứ lặng ở giữa câu thì không ra làm sao cả mang tiếng một ông thầy đầy chữ thật kinh nghiệm thật và tài diễn thuyết thật mà câu nói không tròn nghĩa bỏ dở giữa chừng thì còn ra làm sao nếu người nghe hiểu cho là do người già nói chậm thì còn được chứ họ nghĩ chữ của ông là chữ giả thì phí cả đời tìm tòi nghiên cứu học hỏi mà chả lẽ ông lại đi lấy cái sự già để bao biện cho sự nói không tròn câu ư già nó không thông nữa thì còn nhận lời đi giảng làm gì cho nhọc thân rồi thiên hạ họ nghĩ mình tham rồi bọn trẻ nít nó coi thường thì có phải phí cả đời một ông giáo già chân chính không ông biểu cật vấn mình như vậy suốt từ lúc rời khỏi buộc nói chuyện ở hội trường trung tâm văn hóa thành phố sa linh đến giờ ừ bục cao hơn sàn hội trường năm bậc. Lúc ông rời bục, Thụy Khuê lại đến, đỡ ông bước xuống. Nó đâu biết rằng nó đỡ làm ông rung hơn. Nhưng dù rung vì cái gì thì ông vẫn phải đi bên cạnh nó cho khỏi ngã. Ông không dám tự tin là mình sẽ không ngã, nhưng vẫn bảo cô ấy rằng Cảm ơn chị, tôi vẫn còn đi được. Chị làm thế này là nhắc tôi đã già rồi đấy ông vẫn nói đùa như thế mỗi khi có ai đó quan tâm đến mình. Cô ấy bảo, dạ, vậy em không làm phiền lòng thầy, nhưng mà nếu thầy cần một chỗ vịnh thì... Cô ấy nói gì đó nữa, nhưng hai tay ông không nghe rõ. Có thể lão gió già tai ngược lại thổi mất mấy chữ ấy đi. Hoặc là ông mãi hít vào thở ra theo nhịp thở phập phòng hào hển của cô ấy hoặc là ông đang mãi chú ý để bước vững chân qua năm bậc xi măng trải thảm hơi cao so với tầm bước của mình. Bậc cao và hẹp, chả may trượt chân thì cả hội trường sẽ nghĩ ông là ông giáo già thật, cả cái cô thị khuê này cũng sẽ nghĩ như thế. Cả hội trường nghĩ ông già thì kệ, ai chả đến lúc già, còn cái cô thị khuê kia nghĩ mình già thì sao nhỉ? Ờ, sao nhỉ? đầu óc ông chỉ lẫn quẩn có bằng ấy ý nghĩ từ khi rời bục bước xuống hội trường. Rồi nó, cái ý nghĩ ấy kéo dài đến tận bây giờ, khi ông đã rời xa Sa Linh mấy chục giờ đồng hồ. Lúc ông bước xuống đến sàn hội trường mà không bị trượt ngã, ông đã nghĩ khả năng giữ thăng bằng của mình vẫn tốt. Đợt làm việc kết thúc như mọi lớp học chuyên đầy ngoại khóa tập huấn gì gì đó, diễn ra dài ngắn khác nhau trên khắp đất nước này như những lớp bồi dưỡng chuyên môn ông đã về giảng ở Sa Linh nhiều năm trước. Những năm ông chưa từng biết Thụy Khuê. Những năm Thụy Khuê chỉ là một cô nhân viên phục vụ trong hội trường. Những năm ông không cần để ý đến Thụy Khuê hay Thụy Khuê không pha chạm gì đến ông hay lão gió già chưa triêu ngươi ông là gì thì cũng kệ tầm này thì ông cũng đã rèn xong cho mình khả năng không tiếc những thứ đã qua nữa rồi thật là không tiếc nữa ông biểu đi ra cửa bước chậm kiểu người già thi thoảng còn ngoái lại phía sau như tìm kiếm gì phía sau ken đặc người là người mà ông không nhìn thấy ai phía sau ồn ào hỗn độn các âm thanh y như trẻ con tăng học lại còn chèn thêm tiếng băng đĩa ý éo hát bài ca giả bạn Vậy mà ông còn giật mình thảng thốt khi tiếng thủy khuê cất lên. Thưa thầy, hình như thầy quên gì à? Tiếng nói nhẹ trong văn phất ấm sực như than lửa, cái ấm nóng ngọt liệm. vị ngọt bây giờ thi thoảng ông vẫn thấy thấm vào tay rồi lan xuống khắp cơ thể, nó làm cho các tế bào trên từng bộ phận cơ thể ông cựa quậy không yên. Với tính cách hay bông đùa, lẽ ra ông phải nói ngay rằng hình như tôi quên một ít âm thanh của mình trong hội trường. Hoặc là tôi chỉ đang ghi nhớ cái chỗ tôi đứng, lỡ mai các cụ có rủ tôi đi mây về gió thì tôi còn lướt qua đây thăm các bạn. ấy vậy mà, lúc thì khuê hỏi, ông không nhớ ra câu trả lời quen thuộc nào, đành chỉ cười rồi tập trung tất cả ý nghĩ và bước chân để bước cho đều và vững. Ông đã bước đi đều và vẫn như thế cho đến khi rời xa Linh bây giờ còn lại một mình với những tia bình minh mỏng và mềm như tóc ông biểu cố hình dung khuôn mặt thụy khuê oán trách ông trời không cho đôi mắt ông sáng thêm để nhìn rõ hơn từng đường nét của thụy khuê mà cũng tại mình không để ý từ đầu ba ngày lên lớp sáu buổi cô ấy đều mang nước lên một vài lần mình uống hết thì thai cốc mới nước nguội cũng thai cốc mới vừa đủ ấm cho mình nhấp môi chăm chút mình đến thế còn gì. Bao nhiêu lần cô ấy đứng gần, sao mình không để tâm quan sát xem khuôn mặt cô ấy thế nào. Mà cũng tại cô ấy, sao đến buổi cuối cùng mới khiến mình chú ý. Cũng không phải tại cô ấy, tại lão gió già. Lão ghét mình hay thương mình mà thổi mái tóc thơm mềm ấy lên má mình. Chả nhẽ mình lại phải nhìn bằng đôi mắt thứ ba. Ừ nhỉ, đôi mắt thứ ba, đôi mắt thức đôi mắt của những người có duyên làm việc gần gũi với thần linh ông đã tự yêu cầu mình chỉ được dùng nó cho công việc cũng không phải mọi việc chỉ dùng cho những việc thiên thần bí ông được thần linh cho con mắt thứ ba để phục vụ các ngài để nhìn thấy những gì đã thuộc về ông của ông và do ông vậy nên ông luôn nhắc mình phải thật cẩn trọng khi dùng nó ông không dám chắc mình có được phép dùng con mắt thứ ba để tìm kiếm Thụy Khuê. 90 tuổi, được phép hay không được phép? Không được mà cứ làm thì điều gì sẽ xảy ra? Thần linh phạt ta hay ta phạt ta? Phạt bằng cái chết hay phạt bằng cái mất? Cái chết thì ai được cũng sẽ nhận. Cái mất thì sao đây? Mất là xóa sạch dấu vết của ta trên cõi trần ai này hay mất tất cả những thứ ta vừa có? Mà có thật là ta đã có, nếu thật có thì mất có nhất thiết phải để mất không? Hít một hơi thở dài, ông biểu nhìn vô định vào khoảng không đang ẩn hồng xung quanh rồi chặt lưỡi. Kệ! Ông thả lỏng mình cho xúc cảm rồi đi, đi đâu cũng được, chả tội gì ông phải kìm nén những thứ tự nhiên đang diễn ra trong con người mình đi ngược lại tự nhiên chẳng phải là điều điên rồ nhất trên quả đất này hay sao lão gió già lại thổi từ đâu đến một luồng hương bê thuộc quen vì ngày nào ông cũng thấy nó bay đến từ hàng rào bê tông phủ đầy hoa hồng leo quay xung quanh khu đất rộng mênh mông của căn biệt thự đang chứa ông cháu giàu của ông thích hoa hồng hàng rào hoa đó là quà tặng sinh nhật mà thằng đích tôn của ông làm tặng vợ tặng vợ nhưng nó sợ ông tuổi thân nên bảo với ông rằng cháu làm khu vườn đẹp như vườn thượng uyển này để cho ông thư giãn chứ ông suốt ngày lụi cụi trong những ngôi đền miếu lực sụp sập xệ sặc sụa mùi khói nhang thì tổn thọ lắm sự chà nó nó biết thừa ông nội của nó không ưa gì thứ hoa chăm cỏ sáng nhưng cũng phải thành thực rằng mùi thơm hoa hồng đúng là dễ chịu thật nó thơm nồng nàn vào buổi sáng thoang thoảng vào buổi trưa ngọt đậm khi chiều tà bây giờ nó đang dở chứng nó nồng nàn cả khi bình minh mới nhú ông thấy rõ là nó đang chui qua các lỗ chân lông thấm sâu vào cơ thể khiến ông chân lân trong cảm giác thật khó diễn tả nếu như lúc này có thụy khuê bên cạnh có thể không tương tác gì nhưng chỉ cần cô ấy ở gần đây thôi đứng chải tóc dưới những bông hồng đẫm sương kia. Và khi ánh mặt trời nhạt dần từng hạt sương mỏng, mùi hương tinh khiết của hoa hồng sẽ thấm vào từng sợi tóc, thấm vào da thịt của ấy, và đôi mắt của ấy hẳn sẽ sáng ngời lên rực rỡ, và cả bầu trời, hoa hồng, dòng sông, con đường, tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn trong đôi mắt ấy thôi. Nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy, nếu mình chạm vào mái tóc ấy, nếu những đôi bàn tay chạm vào nhau, chạm như một cái bắt tay chẳng hạn. Không, cứ như một cái cầm tay đi. Người già chậm chạp, cử động gì cũng chậm, cầm tay lâu một chút cũng có sao đâu. Ông biểu không nghĩ tiếp nữa, ông đã nghe rõ những mầm mạch trong cơ thể mình nô nức như dòng người chảy hội, các ngón tay ấm sực, các ngón chân ấm sực lòng ngực phập phồng cảm giác như hò hẹn người yêu thở nào xa xôi lắm cái cảm giác khiến ông nhớ mình thời xuân trẻ cái thằng biểu rụt rè nhìn thấy con gái là sợ tim đập loạn chân ta lóng ngóng mặt thì nóng phừng phừng không kéo giãn nổi đôi quai hàm để mà mở miệng mà nhả ra vài từ tử tế cái thằng biểu không cha không mẹ được một nhà sư đón về chăm nuôi từ khi còn bé tí nhờ lòng thơm thảo của người làng mà lớn lên, được nhà sư dạy dỗ kinh sách, được cô giáo trường làng kéo qua cánh cửa lớp học rồi mở ra vài ô cửa khác, rồi cứ theo đó đi miết đến tận bây giờ. Hồi ấy, sư thầy bảo biểu không có duyên tu hành nên không cần súng tóc. Biểu lớn lên được học hành như hết thải bạn bè cùng trang lứa, chỉ khác là không được đi bộ đội. Dù đã chăm ngón tay lấy máu viết đơn vì thành phần thân nhân không rõ ràng. Năm biểu 15 tuổi, người ta đốt phá hết các đền chùa miếu phủ. Sư thầy tự thiêu, biểu không còn chỗ ở, theo đám thanh niên xung phong lên mạng ngược khai hoang mở đất. Giữa nơi rừng thiên nước độc, giữa chốn rừng núi thăm u, biểu cũng như bao nhiêu người tha hương, chỉ biết trông vào sự bảo trợ của thần linh mà kiên tâm vững dạ gieo trồng sinh cơ lập nghiệp cũng ở nơi rừng rú thâm u ấy biểu phát hiện ra vô số chứng tích về sự tồn tại của thần linh từ ngàn đời nay biểu bắt đầu rèn tập để sử dụng con mắt thứ ba theo cách sư thầy truyền dạy rồi lấy vợ sinh con thuận theo tự nhiên cuộc đời biểu chưa khi nào ép mình cưỡng lại tự nhiên chưa khi nào diễn biến bất thường hoặc là một điều bất thường xảy đến biểu đều có cách làm cho nó bình thường ít ra lạ trong ý nghĩ và đối diện với nó như đối diện với những điều bình thường xảy đến trong đời mỗi người. Vậy nên, từ khi nghỉ hưu, mỗi lúc ngồi kiểm điếm lại đời mình, ông không thấy có sự trở ngại nào đáng kể. Ông biểu hít thở đều, thả lỏng mọi giác quan, thả lỏng ý nghĩ. Đôi mắt ông không nhìn vô định nữa mà thu về, nhìn đăm đắm vào con bướm trắng đang chập chờn quanh mấy bông hồng sắc tường rào trong đám hồng đang rung rinh gọi bướm ông kia, hình như có một bông vừa hé cánh. Cánh hồng he hé ra, ngậm đầy sương trắng, những giọt sương ảo ảo mờ mờ như muốn rách qua kẻ cánh hoa mà rớt xuống hư vô. Cái cánh hoa ấy sao mà gợi tình, bảo sao nó được người ta chọn làm hoa tình yêu, rồi còn ai đó nữa, gọi hoa là bộ phận sinh dục của cây, thật chẳng sai tí nào cái cây mơn mởn đơm tình trước mắt khiến ông biểu thật khó mà thư thái thử hương hoa trong tinh sương thinh lặng ông nghe rõ tiếng nhúc nhích của từng tế bào trong mạch huyết mình những cơn chuyển động nhanh dần râm ran dưới lớp da đồi mội rồi lại chậm lại nhanh nó khiến ông thấy bàn tay mình trở nên tươi mới và ấm nóng ông đặt bàn tay này lên bàn tay kia những ngón tay chạm vào nhau miết vào nhau, nóng hổi rạo rực. Cái phòng đeo tay kêu bíp bíp, tiếng kêu nhanh dần, gấp gáp hơn. Cái phòng tay nhắc huyết áp của đã lên cao, cần phải uống thuốc để hãm nó lại. Nhưng ông không nghe thấy, ông chỉ còn thấy mọi nguồn mạch dồn về chính giữa cơ thể. Cái đoạn giữa con người, chẳng phải tim gan phè phổi, cũng chẳng phải ruột non ruột già. Cái đoạn giữa, đoạn giải thoát hay đoạn hồi sinh này Ông không biết gọi là gì nữa Giải thoát Nếu nó thực sự giải thoát được Hồi sinh Liệu có thể hồi sinh một cá thể Động vật cấp cao đã tồn tại hơn 90 năm Hồi sinh Hồi sinh ở nơi nào Cái nơi ấy Nơi bông hoa hồng Đang he hé cánh Sắp sửa tước xuống vài giọt sương lấp lánh Như pha lê kia ư Ông ơi Ông có bỏ thuốc trong túi không vậy Có thì uống đi chứ để cái đồng hồ nó kêu mãi vậy. Tiếng thằng cháu đích tôn đang tập thể dục cách ông vài mét khiến ông biểu giật mình. Sự cha nó, nó không cho giải thoát hay không cho nó tái sinh. Tái sinh? Ừ, thì nó chính là sự tái sinh đã hiện hữu trước mắt ông rồi đây thôi. Ông biểu vừa nghĩ, vừa chậm chạp, gỡ từng ngón ở bàn tay phải khỏi cái nắm giữ của bàn tay trái rồi lần vào túi áo pyjama lấy thuốc bàn tay rung run, rung theo nhịp đạp xe trên mái tập thể dục của thằng cháu ở đằng kia thằng cháu cao to lừng lững từ chỗ ông ngồi mà nhìn về phía nó thì mặt trời không số thẳng vào mắt ông được chỉ nhìn thấy vài tia sáng thoát ra xung quanh nó thôi ông có nghe không vậy ông uống thuốc chưa trời ơi. sao đồng hồ vẫn kêu vậy chắc bị lỗi đồ điện tử ấy mà Ông bị quên mất là cái đồng hồ ấy Hôm thằng cháu đích tôn sang nước ngoài công tác Đến đúng cái hãng sản xuất tốt nhất thế giới để mua về biếu ông Nghe đầu cái đồng hồ bằng cả năm lương giáo sư hưu của ông Chả lẽ máy xịn mà mới dùng có dăm chục ngày đã lỗi Tại cái máy hay tại người dùng Tại huyết áp ông thất thường hay tại cái máy không đủ thông minh để nhận ra tim mạch ông đang chảy lại hồi trai trẻ. Tại cái dĩ gì, gì gì cũng được, miễn là cái thằng oắt con kia đừng bước gần thêm đến ông thì tốt. Chỉ cần nó đến gần, nó sẽ phát hiện ra ông nội của nó đang nghĩ cái gì, hoặc ít nhất nó cũng biết tình trạng của ông nó ra sao. Nó là truyền nhân của ông cơ mà, một bản sao thì đúng hơn. Nó hơn ông nội nó nhiều thứ cũng thua ông nội không ít vì nó không mồ côi, không sống giật giờ trong những ngôi đền đình chùa cũ, không lớn lên bằng cách nhặt nhạnh tấm lòng thơm thảo của người đời. Ổn rồi, ra tập nốt đi còn đi làm. Ông biểu ra lệnh, giọng cố làm ra vẻ rắn rỗi quyết đoán, nhưng không ngăn được thằng cháu đến gần hơn. Ông nội có tâm sự gì phức tạp à? Cha tiên nhân mày chả có gì phức tạp sức. Vậy cháu tập tiếp đây. Ông biểu không nói nữa, thằng cháu cũng không hỏi gì thêm. Nó đạp xe tiếp trên máy tập thể dục cho đến khi máy tự động tắt theo giờ đã cài đặt trước. Cháu đi làm, còn ông biểu ngồi bên tảng đá cho đến khi nắng hông khô mọi hạt sương trên cánh hồng, trên thảm cỏ và lũ bướm ông dập dìu phủ kính trên những bụi hồng leo đã bung nở rực rỡ đủ mọi sắc màu suốt cả ngày hôm ấy và nhiều ngày sau nữa trong đầu ông biểu vẫn đầy âm ấp những ý nghĩ về thụy khuê những ý nghĩ cứ trở đi trở lại những hình ảnh gần gũi với thụy khuê cứ rõ dần rồi mờ rồi lại rõ càng ngày càng đầm thắm mặn mà hơn bao nhiêu đêm không ngủ ông biểu cố hình dung lại những hình ảnh ít ỏi ông thu nhặt được về thụy khuê trong những lần về sa linh công tác bao nhiêu sáng tinh mơ trở dậy ông lại ngồi thu lu cạnh tảng đá ven hồ nhìn về phía dòng sông nhìn bức tường rào bằng hoa hồng nhìn những ánh bình minh nhặt từng giọt sương lấm tấm trên cánh hồng trên lá cỏ nghe cơ thể mình râm ran tiếng gọi thụy khuê một ngày Thủy khuê đến nấp sau bụi hoa hồng màu cánh sen mỉm miệng cười với ông biểu nụ cười nhẹ tiếng chào cũng nhẹ như sợ ai nghe thấy. Đôi môi tô son mà hồng đậm, khẽ bật lên hơi thở dồn vãm. Ông biểu đứng sững, không tin vào mắt mình. Nhưng ông vẫn thả lỏng cho cơ thể mình, từ từ trôi vào cơn lúc đang mạnh dần lên theo nhịp thở của Thủy Khuê. Nhịp thở của Thủy Khuê hòa dần vào nhịp thở của ông. Cứ thế, ông gần thêm, gần thêm đến Thủy Khuê gắn lên đôi môi tươi hồng của thụy khuê nụ hôn nồng nàn son trẻ nụ hôn nở bừng khiến mọi hơi ấm trong cơ thể chạy dồn lên đỉnh đầu Trần rực theo cột sống trực bật thoát nơi đáy lưng những giọt sương còn sót lại trên cành hồng đổ dồn về phía ông nhớm ướt đúng vào lúc ấy ông biểu bàng hoàng nhận ra mình đang ngoạm chặt một bông hoa vừa hé nở hụt hẫng bẻ bàng mồ hôi rịnh trên trán dọc sóng lưng nơi cơn ấm vừa lao phút qua giờ là luồng khí lạnh lăn dần từng đoạn từng đoạn nhỏ khiến cho tay chân ông mỏi rã rời ông nằm xuống thiếp dần đi trên thảm cỏ xanh mướt dưới chân thằng cháu đích tôn quan biểu ngày nào cũng vừa tập thể dục vừa trông chừng ông nội nó biết cần làm gì mỗi lần ông mệt nó cũng là đứa gắn bó phòng nhiều nhất cũng vì nó theo nghiệp của ông, mê mẩn với đền đài lăng tẩm, nên khi bố mẹ cho ra ở riêng, nó đòi ở chung với ông. Ông cũng thích ở với cháu hơn ở với thằng con trai, chỉ mãi mê làm ăn buôn bán. Cả hai ông cháu còn một thứ chung nữa. Ông thì muốn rút lại hết những thứ của cải chất đầy trong đầu mình ra giấy, ra sách. Còn thằng cháu đích tôm thì muốn gom phép cho bằng hết những thứ của cải ấy để làm vốn. Vậy nên, hai ông cháu cứ kè kè bên cạnh nhau cháu đội theo ông cho lớn thêm còn ông bảo cháu mày đi đâu làm gì cho ông làm với để ông khỏi thành lão già vô dụng khi ông đi giảng bài thì nó theo vừa làm trợ giảng vừa lo toan sức khỏe cho ông vừa tranh thủ ghi chép nó biết ông nội nó mỗi lần lên diễn đàn thế nào cũng ngậu hứng tuôn ra đầy thứ đáng giá nó ghi lại chả bao giờ thừa Bây giờ, hai ông cháu đang nằm dài với nhau trên bãi cỏ, ngửa bụng lên trời, nhìn rõ cây thiên tuế cao liêu nghiêu đang chẻ từng vạt nắng sớm ra, thả xuống vườn, ống mượt như mái tóc đàn bà chảy dưới vòi nước. Một chiều, thằng cháu đích tôm đi làm về, nó hớn hở. Ông nội, cháu nhận được công trình mới ở dưới sa linh, phục dựng lại cái chùa cổ bị phá từ hồi chiến tranh. Cháu xa ông vài hôm nhé Ông ở nhà, có đi đâu, nhớ cầm theo thuốc. Mà ông đừng có đi đâu một mình. Sa Linh. Nghe hai tiếng ấy, ông biểu đã muốn ngưng thở, tim đập rộn ràng. Cái đồng hồ kiểm soát huyết áp ở tay lại kêu lên tích tích. Bao giờ cháu đi? Dạ sáng mai, nhanh thì tối, chậm thì ngày kia cháu về. Ừ. Ông biểu trả lời như tiếng thở hắt ra, tim muốn nghẹn lại, như vui quá, như run rẩy quá như buồn nhó quá cũng may là thằng cháu mãi chuyện với vợ nên không để ý ông đứng thẳng lưng hít thở sâu theo cách mà ông đã rèn luyện để giữ cân bằng cơ thể bằng hơi thở cân bằng để cho cái đồng hồ đừng kêu tích tích nữa và thằng cháu đừng cảm thấy gì thêm một đêm chi chích chữ sa linh và hình ảnh thụy khuê trong đầu ông biểu thêm một đêm những vết tóc của Thủy Khuê nhằn nhịt trên má ông Biểu. Thêm một đêm, ông Biểu thức trong trong hít hà mùi tóc thơm mềm và nghe tiếng chân lão gió già Nghiễu ngợn phút qua. Thêm một đêm, những âm thanh trong trẻo nồng nàn thoát ra từ đôi môi tô son màu cánh sen rớt vào tai ông Biểu. Thêm một đêm, ông Biểu cuộn chặt gối ôm vào lòng, miết nén những căng cứng nhướng ước Thêm một đêm... Tình mơ ngày mới, ông biểu không ngồi thu lưu cạnh tảng đá ven sông nữa, mà ngồi cạnh cánh cửa ô tô của thằng cháu. Mày không chơi ông dạ, thì cho ông đi cùng, ông tư vấn thêm cho. Đã mất công phục dựng chùa thì làm cho đàng hoàng, giữ cái hộn cốt cũ, nhưng để lại được dấu ấn thế kỷ này thì tốt. Thằng cháu reo lên, thân hộ mệnh của cháu đây chứ đâu? Sự cha nhà nó... Ông biểu vẫn hay lầm rầm thằng cháu như vậy Bất kể khi nó làm ông vui hay buồn hay tức giận Vui với chả buồn Về Sa Linh thì có gì vui, có gì buồn Thụy khuê, Sa Linh, buồn, vui hay hận ghét Về Sa Linh có phải quê đâu mà về Mình chỉ đi Sa Linh là đi công tác thôi mà Đi với chả về Chỉ hai cái chữ đi và về mà ông biểu nghĩ ngược nghĩ xuôi suốt dọc đường dài nghĩ, quên cả hỏi xem thằng cháu định làm gì với công trình mới nhận này. Thằng cháu vào làm việc với đối tác ở tỉnh và gọi họ đi cùng về nơi cần phục dựng ngôi chùa. Ông biểu bảo, mày đi một mình cho lớn người, có lão già này đi bên cạnh, người ta tưởng mày vẫn cần báo mẫu. Mà nếu họ chỉ chú ý đến mày thì lại coi ông như của nợ, tội ra. Ông nói như vậy chưa thật tình từ lúc xe đi chậm rồi dừng hẳn, ông đã tìm thấy nhà văn hóa trung tâm thành phố Sa Linh. Nó chỉ cách chỗ xe dừng chừng dăm phút đi bộ. Nhà văn hóa đang mở cửa chính, lớp bụi trên sảnh chi chít dấu dạy dép. Tiếng loa trong hội trường thi thoảng vang ra hiên ít âm thanh lời nói đủ để chắc chắn rằng người ta đang hội hợp chứ không phải đang hát hò trình diễn. Hội hợp. Liệu Thụy Khuê có ở đó? để mang nước lên cho người nói. Liệu khi cốc nước mang lên bục, lão gió già có thổi tóc em lên má ai đó kia không? Liệu sợ tóc mềm có buộc em với ai đó kia không? Liệu em có sánh bước cùng họ trên những bậc thềm trải thảm đỏ và nói với họ những lời ngọt ngào? Liệu em có? Ông biểu thấy cơn nóng tràn dần lên mặt, mồ hôi rịnh ra bên thái dương, tim đập nhanh hơn và cái đồng hồ ở tay đang nhái đèn sắp sửa kêu. Ông dừng lại bên ngoài tấm rèm cửa. Tấm rèm dày cụp ngăn ánh sáng không số thẳng vào diễn giả, ngăn những bước chân xô bồ không tràn từ bên ngoài vào hội trường, ngăn những bước chân thiếu nghiêm túc không bước ra ngoài tán chuyện phím. Chỉ cần vén tấm rèm, ông sẽ biết tất cả những chuyển động trong hội trường và có thể nhìn thấy thủy khuê. Ông sẽ biết kẻ đang đứng ở vị trí của mình trên bục kia là ai Thụy Khuê có ở đó không có đến gần kẻ đó không cô gái có đôi môi tô son màu cánh sen đậm cô gái có mái tóc đen dài thơm hương hoa bưởi cô gái diện tấm áo dài nhẹ như cơn gió có tiếng vỗ tay rang rang trong hội trường có thể đã đến giờ giải lao hoặc là chuyển từ diễn giả này sang diễn giả khác nếu giả lao Thụy Khuê sẽ ra ngoài này. Nếu chuyện diễn giả, Thụy Khuê sẽ lên bục và thay cốc nước. Cốc nước trong suốt, sóng sánh theo ánh đèn quanh bục phát biểu. Thứ ánh sáng trong trẻo như khuôn mặt tươi hồng và đôi mắt lấp lánh của Thụy Khuê. Liệu có ai ngoài ta nhìn thấy ánh sáng ấy? Không có tiếng ồn ào của giờ giả lao, vậy là người lên bục nói sẽ thay đổi, vậy là Thụy Khuê sẽ xuất hiện. Ông biểu giơ tay chạm vào tấm rèm, chạm mà chưa biết có kéo ra. Có bàn tay gạt tấm rèm từ phía trong, một cô gái tóc dài, áo dài bước ra. Ông biểu giật mình lùi lại, bước chân loạn choạng, cái đồng hồ ở tay kêu tích tích điên hồi, trong khi cô gái lướt nhanh về phía phòng của nhân viên phục vụ, phụ. nhanh đến nỗi tà áo sau bị gió hất tung lên, còn tà áo trước lách qua hai ống quần tung ngược về phía sau như đuôi con rái cá. Ông Biểu đứng lặng trên sảnh, rất lâu không suy nghĩ, không cảm xúc, không tiếng kêu tích tích của cái đồng hồ trên tay, không âm thanh trong hội trường vọng ra, không có tiếng xe cộ ầm ào phía đường hắt lại, không tiếng lá cây rơi ngoài sân, không ánh nắng xuyên qua cành lá đốt khét đám sân trải nhựa. Ông Biểu lọt thỏm dưới những hàng cột bê tông cao to lừng lưỡng trước sảnh, góp thêm một bức phụ điêu cho triển lãm điêu khắc đang diễn ra trong khuôn viên nhà văn hóa trung tâm thành phố sa linh thằng cháu đích tôn gọi điện ông ra xe đi mình về chùa cho sớm ừ bức phụ điêu lùi lũi bước về phía thằng cháu nắng rải lên láng trên mặt đường đến nơi ông biểu lên tiếng thư thả mà đi về đến nơi vào chiều cũng được khi nào mặt trời mọc ở đằng tây thì đo vẽ tính toán mà làm cái máy hứng thật nhiều ánh sáng tự nhiên vào. Mặt trời mọc ở đằng Tây, ông làm cháu nhớ Bushkin rồi đấy. Sư cha nhà anh. Ông ấy có bài thơ dễ ấy nhỉ? Bài gì có cái câu nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa hay lòng ta phải gợn sống u hoài? Tiền sư cha nhà anh, lòng em hay lòng ta, ông đọc lâu rồi, quên mất rồi. Ông biểu lẩm bẩm không thành tiếng, tựa nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô. Những bóng người xuôi ngược lướt qua, lão gió già đi ngược chiều, lao vung vút về phía sau. Ruột gan ông cuộn lên cơn co thắt, nhẹ, nhưng cũng khiến một giọt nước mắt lông ra khỏi đôi mi đã nhăn chùm, loan dưới vành kính lão mà không tràn được xuống má.